hiểu biết, có khi là hiểu biết được tất cả các loại gà với nhau. Duy Đoàn, Delia, Kẹo Đắng, Sơn Tùng, Thảo Nguyên và cả anh Minh Hoàng và chị Remy. Cảm ơn các anh chị vì đã cống hiến cho Sifa nói chung và Ben tổ chức nói riêng trong suốt một nhiệm kỳ vừa qua. Cảm ơn các anh chị đã giúp đỡ bọn em từ những ngày đầu bọn em đến với Sifa, từ những vòng project căng thẳng. Các anh chị sẽ luôn là nguồn động lực cho bọn em để tiếp nối truyền thống của ban và của câu lạc bộ, giúp cho ban mình, câu lạc bộ mình ngày càng phát triển hơn nữa. Các anh chị vẫn mãi là một phần không thể thiếu của Sifa. Gửi Mai Lan Hương, người mà cả bọn Gen 9 bọn em đều mang tính cách. Mai Lan Hương, chị từ đầu đã để lại cho chúng em hình ảnh sâu đậm về một cô gái bé nhỏ mà chẳng tầm thường. Mọi vấn đề, mọi khúc mắc của bọn em đều được chị giải quyết một cách gọn lẹ nhất. Cảm ơn chị vì một nhiệm kỳ qua đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Cảm ơn chị vì đã chọn con đường ở lại với câu lạc bộ, với một vị trí mới. Bọn em biết rằng sắp tới đây sẽ có bao nhiêu áp lực cũng như trách nhiệm sẽ đổ lên cô gái bé nhỏ này. Nhưng hãy cứ luôn là người lạc quan và vui vẻ chị nhé. Bọn em sẽ luôn ủng hộ chị. Gửi Mai Hương, thân trưởng ban tổ chức. Ngay cả những ngày đầu chị xuất hiện trước bọn em là một cô gái lạnh lùng, nhưng những vẻ ngoài đó nhanh chóng biến mất đi khi bọn em vào ban. Có thể nói ban tổ chức Gen 9 chúng em thân thiết và hay tâm sự với chị nhất. Màu hồng của chúng em là một cô gái có cái đầu lạnh và một trái tim nóng. Cảm ơn chị vì đã dìu dắt, chỉ bảo chúng em. Cảm ơn chị đã luôn luôn tâm sự với chúng em để hiểu với em hơn. Và cảm ơn chị đã quyết định ở lại với ban tổ chức. Nhiệm kỳ tới sẽ vất vả cho chị, nhưng chị yên tâm nhé, chúng em sẽ luôn ở đây để sát cánh cùng chị. To make our OD great again. Gửi chị Ngô Huyền Vi, trưởng ban tổ chức và cũng là bánh ngô ngốc nghếch của bọn em. 6 tháng đã trôi qua rồi. 6 tháng thì không phải là nhiều, thực ra thì nó trôi qua nhanh hơn em tưởng.
Hành trình gắn bó với cả ban tổ chức đến giờ phút này có thể nói là khiến chúng em trở nên trưởng thành hơn, trở nên trách nhiệm hơn. Và tất cả những điều đó chúng em đều học được dù ít dù nhiều có một phần từ chị. Và em thực sự rất là tự hào khi có một trưởng ban mạnh mẽ, một trưởng ban quan tâm đến các thành viên, một trưởng ban mà nghĩ thay cho cả phần chúng em luôn. Có lẽ đây là khoảng thời gian quý báu nhất mà chúng em có được trong năm đầu đại học. Mỗi câu chuyện của ban tổ chức, mỗi lần đi chơi đàn đúm, mỗi lần mải mê ca hát, mỗi lần như thế đều được cất giữ rất cẩn thận trong ký ức mỗi thành viên. Nói thế để nhắn nhủ một điều tới chị là những gì chị dành cho bọn em sẽ không bao giờ quên và sẽ luôn nhớ. Có một điều em đã học được từ chị, đó là bạn phải trở nên mạnh mẽ hơn và độc lập hơn. Chúng em cảm ơn chị vì đã mang 11 con người của danh chín đến lúc với nhau, để rồi từ đó chúng em có thể trải qua cùng nhau một mùa TAC, một lần prom và vô số lần ăn chơi nữa. Thời gian trôi qua thực ra cũng không nhanh mà cũng chẳng chậm. Chỉ là đôi khi giật mình nhìn lại, em nhận ra là chị sắp rời xa bọn em mất rồi. Nhưng chị cũng đừng lo, vì bọn em chắc chắn sẽ làm tốt những gì còn dang dở. Và chỉ là chị hãy ở bên bọn em nhé.